VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về sản phẩm, đó là dàn karaoke tiêu chuẩn bên mình được công ty mình VDA phối ghép đã nghiên cứu rất là lâu rồi. Thì dàn karaoke tiêu chuẩn bên mình gồm có một đầu karaoke 9108 và một âm ly Tatahun BK800 và một cặp loa Bose 301 Series 5. Hồi nãy mình đã thử test một đoạn ngắn trên dàn karaoke của mình thì các bạn có thể thấy là âm thanh ra rất là ấm áp và chắc chắn, đúng không ạ? Hiện tại thì các bạn vẫn còn đang thắc mắc là mình không biết là chọn một dàn karaoke mới hay là chọn những thiết bị riêng lẻ để phối ghép lại dàn karaoke của mình. Thì theo đánh giá riêng của bản thân Huy thì nếu như dàn karaoke riêng của gia đình các bạn đã lỗi thời hoặc là quá cũ thì nên chọn một dàn karaoke đã được công ty mình phối ghép và nghiên cứu rất là lâu rồi. Còn nếu như các bạn chỉ muốn nâng cấp một hoặc hai thiết bị thì các bạn cũng nên tìm hiểu về những thiết bị riêng lẻ của dàn karaoke tiêu chuẩn bên mình, vì đây là những thiết bị được đánh giá là tốt nhất hiện tại cho phân khúc karaoke gia đình hiện tại. Vâng, không để các bạn chờ lâu nữa thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết về bộ ba sản phẩm này nhé. Thì dàn karaoke tiêu chuẩn của mình gồm có một đầu karaoke 9108, một âm ly Tatahun BK800. Thì mình nói về đầu karaoke 9108. Đầu karaoke 9108 được hát bằng ổ cứng, giá của nó hiện tại là 6.600.000 đồng. Giá có thể thay đổi khi bạn chọn ổ cứng cao hơn hoặc là thấp hơn. Đầu Agnot 9108 của mình được phát triển tại Sơn Ca Media, ứng dụng riêng cho điện thoại. Các bạn có thể kết nối bằng điện thoại để tìm kiếm bài hát cũng như là lên YouTube, dễ dàng cho các bạn lựa chọn những bài hát của bạn yêu thích hơn. Tiếp theo đó là âm ly kỹ thuật số Tatahun BK800, là âm ly được sở hữu công nghệ đến từ Hàn Quốc với hai kênh, mỗi kênh 500W. Bạn có thể sử dụng kết nối bằng Bluetooth tại âm ly kỹ thuật số này. Tiếp theo đó là cặp loa Bose 301 Series 5 kế bên mình đây. Loa Bose có công suất 150W, cho ra âm thanh ấm áp, tiếng chép không bị chói, âm trung thì trung thực, rõ ràng. Một sự kết hợp độc đáo từ những chuyên gia VDA, đúng không các bạn? Thì hiện tại những sản phẩm bên mình đều có những video đánh giá chi tiết. Các bạn muốn xem và hiểu kỹ hơn về từng thiết bị cũng như là những âm ly đầu karaoke thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Mình xin nhắc lại thì dàn karaoke tiêu chuẩn loại 1 của mình đây có giá là 25 triệu đồng. Trong đợt giảm giá khủng hiện tại thì không những các bạn được giảm giá còn được tặng thêm một mic Ariane theo tùy các bạn muốn. Vâng, đây quả thật là một dàn karaoke tuyệt vời, đúng không các bạn? Giá cả hợp lý, dễ sử dụng, đến từ các thương hiệu lớn. Mình xin nhắc lại một lần nữa, giá của dàn karaoke của mình tiêu chuẩn 1 với giá là 25.500.000 đồng. Còn chần chừ gì nữa mà các bạn không gọi đến ngay hotline của mình để được các nhân viên của mình tư vấn và hỗ trợ các bạn hợp lý hơn. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.